Vừa qua tại Đà Nẵng, phiên đàm phán chính thức hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP lần thứ 28 chính thức được khai mạc với sự tham gia của lãnh đạo cấp bộ trưởng 10 nước ASEAN và 6 quốc gia bao gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Với mong muốn đạt được một hiệp định chất lượng cao và cân bằng về lợi ích, Việt Nam đã tích cực tham gia thảo luận và chủ động đưa ra nhiều đề xuất trong lĩnh vực nhằm xử lý vướng mắc giữa các bên trong khi vẫn bảo đảm lợi ích quốc gia. Đến nay, kết quả đàm phán hiệp định RCEP đã kết thúc được nhiều chương về hợp tác kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại, mua sắm của chính phủ, v.v. và đang thu hẹp đáng kể quan điểm giữa các nước trong lĩnh vực quan trọng như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư sở hữu trí tuệ, v.v. Mới đây, các quốc gia cũng hoàn tất đàm phán về các phụ lục, dịch vụ viễn thông, dịch vụ tài chính và dịch vụ chuyên môn của chương thương mại dịch vụ, nâng tổng số các nội dung đã kết thúc đàm phán là 7 chương và 3 phụ lục. Hướng tới mục tiêu kết thúc đàm phán hiệp định RCEP vào cuối năm 2019, như các nhà lãnh đạo đã chỉ đạo tại hội nghị cấp cao lần thứ hai vào tháng 11 năm 2018 tại Singapore. Phiên đàm phán lần thứ 28 tại Đà Nẵng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước khi các nhà lãnh đạo gặp nhau vào tháng 10 năm nay là nước chủ nhà của phiên đàm phán này và sẽ là nước chủ tịch ASEAN 2020. Việt Nam sẽ cố gắng hết sức và phối hợp với tất cả các nước phấn đấu đạt mục tiêu trên và hướng tới mục tiêu ký kết hiệp định ASEAN vào năm 2020.